Rồi, thì như đã hứa thì cái clip trước thì có hướng dẫn cái hiệp âm bài Sạc Tay Bắt Nhau của Châu Khải Phong cho tất cả các anh em. Thì hôm nay là cái phần cuối cùng của cái clip bài của bài hát Sạc Tay Bắt Nhau này. Thì cái phần cuối này sẽ hướng dẫn các anh em solo cái intro nha. Đầu tiên, để solo được cái intro thì các anh em sẽ chọn cho mình một cái tiếng. Tiếng đầu tiên là tiếng piano lót theo cái tiếng string này các anh em nè. Đó, nè thấy không? Cái tiếng string này thì các anh em chọn trong cái bộ string này các anh em nè. Đó, string nào cũng được, miễn là các anh em nghe thấy cảm thấy nó hài hòa hợp lý thì các anh em lót vào. Thì cái tiếng lót lúc nào nó cũng sẽ nhỏ hơn cái tiếng phụ nha các anh em. Ví dụ như là cái tiếng tiếng chính là piano đúng không, còn cái tiếng phụ là tiếng string, thì các anh em để cái volume tiếng string khoảng 60 hoặc là 55, 62 gì đó. Rồi, cỡ khoảng 65 đổ xuống cũng được, 65 đổ xuống, 50 đổ lên. Đó, thì nó trong cái khoảng đó thôi. Rồi, còn cái tiếng thứ hai, để chọn được cái tiếng thứ một rồi á, cái tiếng đầu tiên rồi á, các anh em sẽ lưu vào cái bộ nhớ đầu tiên xuất hiện nha. Rồi, exit qua, các anh em chọn cho mình cái tiếng thứ hai là cái tiếng saxophone. Thì cái tiếng saxophone này á, nó sẽ có trong cái bộ tiếng của Winwick này, Winwick gì đó, thì tiếng Anh cũng không đọc được thì thôi. Cái tiếng này sẽ là cái tiếng saxophone này sẽ là tiếng clear alto sax đó. Rồi, các anh em thoát ra thì các anh em sẽ để volume lên cái này là 100 nha các anh em, và các anh em nhớ vào bộ nhớ thứ hai. Thì cái intro này có hai tiếng à. Đầu tiên là tiếng piano và cái tiếp theo là tiếng saxophone. Rồi, cái phần tiếng thì các anh em đã hoàn thành rồi, thì bây giờ sẽ chọn lại cái tông. Thì như cái bài này á, hôm trước có hướng dẫn cho các anh em là ở tông mi dán thứ đúng không? Thì hôm nay sẽ tập cho các anh em ở tông la thứ cho nó dễ cơ bản nhất mà. Re thứ thì xí nữa thiền sẽ hướng dẫn cho các anh em đi gam re thứ luôn. Còn mi dán thứ thì như đã trước thì có nói thì cái tài năng của thiền thì đang vẫn còn học hỏi và cũng học thêm nhiều nữa chứ cũng phải là dừng ở tại đó. Rồi, cái tiết tấu của nó là ba lát nhịp 24 nha các anh em. Thì để cho thiền, để thiền sẽ mở lại cho các anh em nghe thử một lần nữa rồi mình sẽ đi vào cái intro nè. Đó, bắp chát chát bụp 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 chát. Rồi, bây giờ thiền sẽ để cái góc quay và đánh cái intro cho anh em nghe thử rồi sẽ hướng dẫn solo note cho các anh em nha. Khoan đã, mình chưa trên bớt đây. Rồi, vào bắt đầu. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cái intro, solo note cái intro. Thì tiếng đầu tiên sẽ là piano nha các anh em. Do, si, do, re, si, la, si, son, la, si, la, si, re, do, si. Rồi. Do, si, do, re, si, la, si, son, la, si, re, do. Cái câu đầu tiên nó là như vậy. Và cái bài này á, cái intro nó khó ở cái chỗ này nè. Là các anh em vừa dứt cái tiếng piano sẽ là cái tiếng saxophone nó sẽ đi vào, nó đi vào liền luôn. Các anh em chú ý nha. Lại nè. Do si do re si la si son la si re do si la re mi son la do re mi la. Đó, cái khúc này sẽ là chuyển qua cái tiếng saxophone nè. Bây giờ thì sẽ đặt cái góc quay và chuyển cái tiếng cho các anh em nghe nha, thử nha. Rồi, để quan sát lại tí. Rồi, ở cái tầm này thì các anh em sẽ nhìn dễ dàng hơn. Có thiện sẽ chịu khó ngồi xịt ra thằng tí. Rồi,
Đó, cái này em thấy nó chỗ khó ở chỗ đó đúng không? Là cái chỗ mà cái khúc mà do si do re, si là si, son là si, là si re, re mi son la, do re mi la. Đó, cái khúc mà vừa dứt cái tiếng re nè của piano đầu tiên nè, do si do re, si là si, son là si re. Là các anh em bỏ cái tay trái vào, các anh em để sẵn nè, chờ sẵn cái tay trái nè. Đó, thì các anh em ấn vào cái tiếng thứ hai nè. Rê, rê mi son la đô rê mi la si son mi son rê đô si đô rê mi. Rồi mình hướng dẫn luôn cái câu mà saxophone nha anh em. Rê mi son la đô rê mi la si son mi son rê si la si đô rê mi. Rê mi son la đô rê mi la si son mi son rê đô rê mi. Rồi các anh em tập tiếp cái câu tiếp theo nè, la son mi la son rê mi mi fa mi rê đô si la la son la si son mi la. Rồi lại nha, la son mi la son rê. Từ từ chờ chút nha anh em, rồi hơi bị cuốn gà xí, xin lỗi các anh em. À, la son mi la son rê mi mi fa mi rê đô si la la son la si đô si la son mi la. Rồi lại từ đầu tới cuối nè anh em nè. Các anh em chú ý nha, khi mà vừa dứt cái tiếng piano, các anh em sẽ để sẵn cái tay trái chờ đây này, và các anh em ấn vào cái tiếng thứ hai luôn, là tiếng saxophone đó anh em ạ. Do si do re si la si son la si re. Re mi son la do re mi la si son mi son re do si do re mi. Rồi la son mi la son re mi mi fa mi re do si la la son la si do si la son mi la. Thì cái nốt á, thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà quan trọng cái khúc mà nãy Thiện có nói á, cái điểm chính ở cái này á, thì chuyển tiếng làm sao để cho nó đừng có bị dính dính phím, nghe nó bị chóe, nó khó chịu lắm anh em ạ. À, bây giờ Thiện đánh nó lại vào cái một tay trái bỏ á cọ luôn cho anh em nghe nè, để xịt cái máy quay ra tí đi. Đó, mình sẽ bỏ hợp âm cho nó khỏi dính cái máy quay, nó rung anh em khó chịu. Có những lúc đó vào thôi anh em à, anh thấy giận hờn nói với em những câu chuyện không vui đó, mà đánh giống cái intro thì nghe nó vào nó hợp lý và nó ngọt ngào hơn đúng không? Rồi mình sẽ hướng dẫn chi tiết lại cho tất cả anh em cái solo note bên cái intro một lần nữa. Thì sẽ chỉ qua cho anh em tay trái nha, rồi sẽ lên tới hợp âm re thứ nữa. Thì thời lượng cái clip này nó cũng hơi dài đó, các anh em chịu khó xem nha. Bây giờ là 10 phút hơn rồi, thì cái intro mình phải tập cho nó bài bản chứ không là nó rất là khó chịu. Rồi do si do re si la si re do si la re mi son la do re mi la. Cái khúc mà nó không kịp để mình chuyển qua cái tiếng saxophone á, thì các anh em bỏ một vài nốt cũng sao, có nghĩa là do si do, cái cao gốc nó là như thế này nè, do si do re si la si son la si re do si la. Rồi bắt đầu bên đó là nó hòa hòa âm phối khí vào luôn, thì nó sẽ không có bị mất một vài nốt, nhưng mà cái này là mình đánh trực tiếp trên cái tay của mình á thì nó chịu khó, mình sẽ lược qua một vài nốt thì nó sẽ là như thế này nha anh em. Do si do re si la si son la si re
nút ré là các anh em bắt đầu bỏ qua rồi. Rê mi sol la do re mi la, để cho nó khỏi trật nhịp các anh em à. Đó. Do si do re si la si sol la si la si re. Rê mi sol la do re mi la si sol mi sol re si do do si do re mi la sol mi la sol re la sol re mi mi fa mi re do si la la sol la si do si la sol mi la. Rồi anh em sẽ vào thôi. À, cái anh em nào mà chưa tập được á thì cái anh em tua lại ghi ghi từng nốt vào cái vở cho mình, hoặc là ghi từng nốt vào cái quyển sổ rồi mình sẽ lật và mình tập theo từ từ. Mà trên đây là cái clip nên thì hướng dẫn hơi nhanh tí, các anh em thông cảm nha, để rút ngắn thời gian của tất cả mọi người cũng như là toàn thể anh em nữa. Thì bây giờ thể đi hợp âm cho các anh em nè. Rồi à, cái đoạn đầu tiên á của cái intro trong cái bài hát gốc á thì nó sẽ không có tiếng trống. Rồi nó sẽ như thế này nha các em, nó rất là khó nghe nha các em, sẽ chịu khó nghe theo mình một tí nha. Ví dụ như có tiếng trống, có tiếng bass thì vào thì nó dễ nghe, mà hầu hết là intro là làm sao mà dạo tiếng trống và tiếng bass được. Đó, quan trọng là cái nền nó đi cho nó dễ nghe thôi. Đó. Trống nè. La son re la son re mi mi fa mi re do si la la son la si do si la son mi la. Rồi. Cái âm nó sẽ như thế này. Do si do re si là các anh em bỏ pha trưởng này. Do si à, để bỏ tiếng trống vào cho nó dễ. Do si do re si la si re si re si là các anh em bỏ qua son trưởng này. Re si la si son la si là các anh em bỏ son la si là anh em bỏ mi thứ bảy nè. Son la si đó. Do si do re si la si son la si. À lại nè. Do si do re si la si, các anh em bỏ, các anh em chú ý cái tay trái nha, tại vì đọc nốt luôn cho tất cả anh em, cho anh em dễ hình dung. Do si do re si la si son trưởng, son la si mi thứ bảy là đó, vừa đọc nốt vừa chỉ cái hợp âm, vừa đọc cái hợp âm luôn cho anh em thì nó hơi khó. Do si do re son la si re. La son re re mi mi fa mi re do si la la son la si la son la si do si la son mi la. Đó, cái khúc mà các anh em cứ bỏ vòng hợp âm như thế này, pha trưởng nè, son trưởng nè, mi thứ bảy nè, về lại la thứ nè, rồi một lần nữa y vậy, son trưởng nè, mi thứ bảy nè, la thứ nè, tàn tàn tàn. Rồi trật nhịp rồi, thấy không? Đó, mi mi fa mi re do si là cái câu này nó sẽ khác, vì các anh em sẽ bỏ hợp âm re thứ cho mình, hoặc là re thứ bảy cũng được. Các anh em bỏ re thứ cho nó dễ. Re do si là la mi thứ bảy, son la si do si la son mi la. La sút bón về lại la la trưởng vào. Có những lúc anh hay nặng lời. Đó, các anh em dễ hình dung không? Bây giờ một lần nữa nha. Do si do pha trưởng, re si la si son trưởng, tang 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 mi thứ bảy, tang 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 pha trưởng,
tang 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 son trưởng tang mi thứ bảy tang 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 pha trưởng tang 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 son trưởng tang 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 mi thứ bảy tang 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 liều lại là thế tang 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 đó tang 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 mi pha mi rê đô si la là các em bỏ rê thứ tang 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 rồi vô có nhân luôn đó, nó đơn giản vậy anh em à. Cái điểm nhấn ở chỗ này là các em bỏ cái rê thứ nè. Đô si la la son la si đô si la son mi la son la si đô si la son mi la la sốt bón vì lại la trưởng và co nhân luôn. Rồi nó hết cái intro rồi đó anh em ạ. Rồi bây giờ thì sẽ hướng dẫn cái rê thứ cho các anh em nha. Rồi với cái tông rê thứ á, thì các anh em sẽ trên bot thì sẽ trên bot lên cộng 1 vì cái tông bị dẫn thứ có nói rồi, anh em bỏ qua cho thiện nha, thông cảm nha. Rồi bây giờ hướng dẫn cái rê thứ nè. Fa mi fa son mi re mi đô re mi son. À đó đó, rồi lại nè. Fa fa mi fa son mi re mi đô re mi son, bỏ vào tiếng saxophone. Son la do re fa son la re do re mi do la do so son mi fa mi fa mi fa son la đó, chuyển qua phải hợp âm re thứ thì nó hơi bị lộn lưỡi xét nghe anh em. Rồi lại nè. Fa mi fa son mi re mi đô re mi son, tiếng bỏ qua hợp bỏ qua cái tiếng saxophone. Son 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 la đô re fa son la re mi đô la đô son fa mi fa son la la đô la đô son la đô son la si la son fa mi re re đô re mi fa mi re đô la re đó, đơn giản vậy thôi anh em ạ. Rồi lại nha. Fa mi fa son mi đô re mi son son la do re fa son la re mi do la do son mi fa fa mi fa mi fa son la re do la re do son re do son la la si la son fa mi re re do re mi fa mi re do la re. Rồi đơn giản vậy thôi anh em à. Cái hợp âm bên này cũng vậy. Thì hôm trước có hướng dẫn cái solo note cũng hướng dẫn cho các anh em rê thứ nè. Bây giờ thì sẽ đánh luôn nha. Rồi cái khúc mà la si la son fa mi re la si la son fa mi re thì các anh em bỏ qua hợp âm son thứ la si la son fa mi re re do re mi bỏ qua do re mi là các anh em bỏ qua la thứ bảy này hoặc là la bảy cũng được.
La si la son fa mi re, la si la son fa mi re, re do re mi fa mi re do la re. Đó, cái hợp âm hồi nãy là bên cái gam la thứ thì cái em bỏ la sút bón về lại la trưởng, còn bên hợp âm re thứ thì cái em bỏ re thứ bón và cái em về lại re trưởng. Rồi đơn giản mà thôi. Chúc anh em áp dụng cái intro của bài hát Sợ Ta Mất Nhau này thành công nha. Thì cái clip này nó hơi dài một tí, vừa hướng dẫn cái solo note và vừa hướng dẫn cái hợp âm luôn, nó gộp lại luôn đó. Thì cái intro nó ngắn nên thì sẽ làm như vậy. Chứ còn mà ví dụ như hướng dẫn cái bài từ đầu bài solo note, từ đầu bài tới cuối bài mà hướng dẫn intro từ cái gam la thứ rồi chuyển qua gam re thứ nữa thì nó mất rất là nhiều thời gian, thì các anh em cũng không có coi được. Thì có người, thì ví dụ như clip mà thấy cái clip mà nó dài hòn lòn, ví dụ như 1 tiếng rưỡi 2 tiếng thì sao mà các anh em coi được, đúng không? Sẽ chia ra. Rồi không còn gì để chia sẻ đến tất cả các anh em nữa. Bây giờ Thiện sẽ đờn một vài khúc cái intro này, gam la thứ rồi sẽ lên re thứ cho anh em nghe một lần nữa. Rồi xin chào tất cả các anh em nha. Rồi trước tiên thì Thiện sẽ chơi ở la thứ nha anh em. Rồi, bây giờ sẽ chơi ở gam re thứ cho các anh em. Hay bị xếp cái ngón nó bị lần sòn tí thì nó trật một vài nốt, thì các anh em thông cảm nha. Rồi không còn gì để chia sẻ đến tất cả các anh em nữa, thì chỉ cái hợp âm re thứ lại một lần nữa thì sẽ kết thúc cái clip này nha anh em. Rồi fa mi fa son mi re mi, đúng không? Fa mi fa son mi re mi do re mi mi mi. Đó, cái hợp âm nó sẽ vòng như vậy. Như đợt trước Thiện có hướng dẫn anh em các bạn qua cái hợp âm của bài này á, thì nó sẽ là như thế này nè. Pha trưởng thì mình sẽ đổi với cái la thứ thì pha trưởng, còn với cái re thứ là mi giáng trưởng, si giáng trưởng, si giáng trưởng, tàng tàng. Đó, son trưởng bên la thứ nó thể thay thế thành đô trưởng bên re thứ, tàng 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 tàng. Bên la thứ nó sẽ là mi thứ bảy hoặc là mi thứ gì đó cũng được, mà bên re thứ nó sẽ là la thứ hoặc là la thứ bảy. Tan 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 tang 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 tang. Cái khúc này ta ta tang 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 tang, đó là cái anh em bỏ qua son thứ nè, ta ta tang 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 tang. Đó, nó cũng như cái la thứ thôi, các anh em cứ đi vào một âm. Và cái khúc mà ví dụ như la re thứ, đúng không? La si la son fa mi re, la si la son fa mi re là các em chỉ bỏ nhét cái hợp âm son thứ vào cho Thiện. Tang 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 tang. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em những clip sau nha. Chúc các anh em
solo từ đầu bài intro cho tới solo note và cái ending thì dễ rồi đúng không? Nhiều các em có nói với Thiện là sẽ hướng dẫn luôn cái đoạn dân táo đi. Thì cái dân táo Thiện có nói rồi, nhiều clip khác có nói rồi. Thì ví dụ như cái dân táo ở âm la thứ đó, mình đánh sẽ như thế này. Thì cái dân táo á sẽ phải tùy thuộc vào cái khả năng của mỗi anh em. Ví dụ như chạy ngón được thì anh em áp dụng chạy ngón, và các anh em không áp dụng chạy ngón được thì các anh em cứ đánh lại cái intro cũng được. Hay là các anh em dạo vài nốt gì đó, thêm vài nốt, bỏ vài nốt, lược vài nốt, nên là tiếng guitar lick hay là cái gì đó. Thì các em cái phần mà đoạn dân táo á, cái đó là để thể hiện cái tay cũng như là cái ngón nghề của tất cả các anh em nó sẽ như thế nào đó. Bây giờ giải thử như thế nào không ạ? Đó. Anh hay nặn lời nói với em những câu chuyện không vui. Rồi, thì clip nó cũng khá là dài. Thôi, sẽ không còn gì để chia sẻ đến tất cả các anh em. Thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em nha. Nếu thấy video clip này hay, bổ ích thì các anh em ấn like, share cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Thiện Lý Organ nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.